Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Đưa Đi Ai, cộng đồng chuyên chia sẻ với các sản phẩm IO, các sản phẩm Roboti, các sản phẩm IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản phẩm tích. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những giải mới nhất mà mình được xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Trico. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cầm đón link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Tiếp theo ta nút join group. Các bạn join vào group Telegram như vụ đầu tiên. Sau đó thì chúng ta sẽ mở phần Twitter. Ta sẽ mở các kênh Twitter ra. Mở các kênh mạng xã hội còn lại. Join kênh liên kết ở đây là Aropstar thì mình đã join trước nhé. Ta mở Twitter Aropstar. Các bạn sẽ follow kênh mạng xã hội này. Chúng ta like và đi tít lại tít đầu tiên. Test người dùng. Các bạn sẽ test 5 username của Twitter và hoặc là 3 username cũng được. Test vào phần comment là nút tít này. Các bạn có thể tạo thành một nick như mình bằng cách các bạn tìm thấy những cái username ở trong những phần bình luận ở phía dưới này. Chúng ta sẽ tạo thành một nick 5 cái username như vậy để chúng ta làm cho nó nhanh nhé. Hãy đồng ý gợi ý cho anh em. Chúng ta sẽ đăng nhập bằng CoinMarketCap này, được chưa? Ta đăng nhập CoinMarketCap, sau đó chúng ta ấn vào cái dấu sao này, thêm quyết nick này. Trên Aropstar chúng ta tìm đến dự án Trico là chúng ta like và đối tít lại bài đăng này. Chúng ta chọn nút đăng ký đây. Ở đây họ là camera, mình sẽ chọn cái máy chụp nhé, điền email. Địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chiếc wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó quay trở lại PayPal. Twitter link chúng ta sẽ mở phần profile. Copy phần profile link này và chúng ta paste profile link phía dưới đây. Tweet link chúng ta chọn tweet Daphne. Kéo xuống dưới tìm đến phần thời gian bài đăng và sao chép phần link này. Bài đăng có gắn new 5 username. Chọn yes này. Yes tiếp này. Gửi ảnh screenshot trên GMBB bằng chứng các bạn đã thêm quyết nít ở trên CoinMarketCap. Chúng ta chụp ảnh screenshot, sau đó lưu lại. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lộp ảnh nhé. Dàn mạng MGBB chúng ta upload ảnh lên. Ấn nút upload. Các bạn chờ đợi, sau khi nó load ảnh thì sẽ có một cái link. Chúng ta copy cái link đấy và chúng ta trở lại với bot chúng ta lộp link nhé. Chọn iJoy. Chọn iJoy. Tiếp theo chúng ta ấn do một trong ba group, ở đây thì mình đã do group thứ ba rồi, chúng ta chọn đôn kết thúc quá trình đăng ký vào. Bây giờ thì các bạn sẽ có link test, các bạn có thể chia sẻ link test này đến bạn bè người thân test chúng ta để chúng ta nhận thêm nhiều token hơn. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chương trình unlock của dẫn Trico. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.